Theo dự báo, trong tháng năm này, nhiều vùng trong cả nước tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nên nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao. Do đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các địa phương tiếp tục truyền thông, kêu gọi khuyến khích các ngành đơn vị từ khối cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp, các cấp chính quyền, khách hàng và toàn thể nhân dân thực hiện các giải pháp cấp thiết về tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải, thực hiện tiết kiệm điện thành thói quen. trực để sử dụng điện tiết kiệm nhất là vào các giờ cao điểm trưa từ 11 đến 15 giờ và tối từ 19 đến 23 giờ. Trong đó đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, chi bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 26 đến 27 độ C trở lên. Đồng thời chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao. Theo EVN, lũy kế 4 tháng đầu năm nay, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 96,16 tỷ kWh, tăng 12,4%.